Hôm nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc hội đàm với ông Komura Masahiro, hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa trong bối cảnh mới, hỗ trợ Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, thúc đẩy hợp tác lao động, đào tạo, nhân lực lao động có tay nghề cao, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho hai nước, mở rộng lĩnh vực tiếp nhận và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Thứ trưởng Thường trực cũng đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục trong cấp thị thực, tiến đến miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy các cơ chế đối thoại gồm Ủy ban hợp tác Việt-Nhật, đối thoại đối tác chiến lược Việt-Nhật, tăng cường giao lưu và tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN, Mekong. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động toàn diện đến đất nước ta, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát ở mức cao, các thị trường tài chính, tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro, lao động xuất nhập khẩu trên bộ bị thu hẹp nên vận chuyển hàng hóa trên biển có xu hướng gia tăng. Trước những bất cập trên, tại các vùng biển nước ta, tình hình tội phạm nói chung diễn biến phức tạp với nhiều loại thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đối tượng buôn lậu tập trung vào các mặt hàng để vận chuyển chủ yếu là xăng dầu, khoáng sản, pháo nổ, thuốc lá, chất ma túy, đường, cát, rượu. Trong một tháng cao điểm, lực lượng cảnh sát biển đã cử hơn 400 lượt cán bộ trinh sát nắm địa bàn, thường xuyên duy trì 20 đến 25 tàu trực trên các vùng biển trọng điểm, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, phát hiện 1.493 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta, bắt giữ xử lý 403 vụ trên 478 đối tượng vi phạm trên biển. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý bàn giao cho các lực lượng chức năng ước tính trên 100 tỷ đồng. Sáng nay, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc năm 2024 giữa Việt Nam và Canada. Khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc năm 2024 nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn căn bản về công tác tham mưu quân sự cấp sở chỉ huy phái bộ cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và các nước đối tác trong khuôn khổ chương trình huấn luyện và hợp tác quân sự của Canada chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong đó chú trọng vào các nội dung huấn luyện như thực hành bài tổng hợp trên sa bàn, phân tích, đánh giá tình hình phái bộ, xây dựng các phương án tác chiến dựa trên tình huống mô phỏng thực tế tại phái bộ, soạn thảo kế hoạch tác chiến tổng hợp, soạn thảo và ban hành các mệnh lệnh tác chiến, phối hợp hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu tại sở chỉ huy phái bộ, cũng như một số quy tắc về bảo vệ dân thường, hỗ trợ nhân đạo, giải pháp vũ trang.